Chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp bài 12 trong chương trình địa lý lớp 9. Đó là bài sự phát triển và phân bố công nghiệp. Ở bài này gồm có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất đó là cơ cấu ngành công nghiệp. Nội dung thứ hai đó là các ngành công nghiệp trọng điểm và nội dung thứ ba đó là các trung tâm công nghiệp. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng nội dung một. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu cơ cấu ngành công nghiệp trước. Theo thành phần kinh tế thì hệ thống công nghiệp nước ta gồm những cơ sở nào và cơ sở nào giữ vai trò chủ đạo? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ quan sát một cái hình. Đây là hai cái biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp phân theo thành phần kinh tế ở nước ta vào năm 2006 và năm 2010. Qua hai cái biểu đồ này thì chúng ta thấy có ba cơ sở. Cơ sở thứ nhất đó là cơ sở nhà nước được ký hiệu là cái miền màu xanh dương nè. Kế đến đó là cơ sở ngoài nhà nước được ký hiệu là miền màu hồng và cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài là được ký hiệu bằng cái miền xanh lá nè. Như vậy trong ba cơ sở thì cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài là chiếm tỷ trọng cao nhất. Kế đến đó là cơ sở ngoài nhà nước và cơ sở nhà nước là cơ sở chiếm tỷ trọng thấp nhất. Ở hai biểu đồ chúng ta đều thấy là cơ sở nhà nước đều chiếm tỷ trọng thấp nhất ở hai biểu đồ. Tuy nhiên đây là cơ sở giữ vai trò chủ đạo trong các ngành công nghiệp cũng như là các hoạt động kinh tế ở nước ta. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm. Ngành công nghiệp trọng điểm là ngành chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp, được phát triển dựa trên thế mạnh, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ lực. Sự phát triển của các ngành công nghiệp này có tác động thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta. Vậy, ở nước ta gồm có những cái ngành công nghiệp trọng điểm nào thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát tiếp một cái biểu đồ nữa. Đó là biểu đồ tỷ trọng các ngành công nghiệp trọng điểm trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở nước ta năm 2013. Như vậy, ở trong biểu đồ này, chúng ta thấy có rất nhiều màu sắc và mỗi một màu sắc như vậy nó thể hiện một ngành công nghiệp trọng điểm tiêu biểu. Đầu tiên chúng ta quan sát đây, ngành công nghiệp cơ khí điện tử chiếm 22% nè. Kế đến đó là ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm chiếm 20,1%. Và tiếp theo đó đó là ngành công nghiệp hóa chất chiếm 12,2%. Và kế đến đó là ngành công nghiệp dệt may chiếm 6,9%, ngành khai thác nhiên liệu chiếm 6,7%, ngành vật liệu xây dựng chiếm 4,3% và ngành công nghiệp điện chiếm 3,8%. Còn các ngành công nghiệp khác chiếm 24,0%. Như vậy qua cái biểu đồ này thì em có nhận xét gì về cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta các em? Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta rất đa dạng và đã hình thành nên được các ngành công nghiệp trọng điểm. Vậy, những cái ngành công nghiệp trọng điểm tiêu biểu ở nước ta bao gồm những cái ngành nào? Sau đây cô sẽ giới thiệu các em một số ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta. Thứ nhất đó là ngành khai thác nhiên liệu. Thứ hai đó là ngành công nghiệp điện. Thứ ba đó là ngành chế biến lương thực thực phẩm và thứ tư đó là ngành dệt may. Ngoài bốn ngành công nghiệp này thì chúng ta còn có một số các ngành công nghiệp nặng khác và đây là cái sơ đồ các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta đó các em. Như vậy là vừa qua cô đã giới thiệu qua các em về cơ cấu các ngành công nghiệp. Đây là cái phần nội dung ghi bài của các em. Tiếp theo đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung thứ hai, đó là các ngành công nghiệp trọng điểm. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu. Ngành khai thác nhiên liệu gồm có hai ngành, đó là ngành khai thác than và khai thác dầu khí. Bây giờ dựa vào cái lược đồ khoáng sản Việt Nam, chúng ta hãy xác định các mỏ than cũng như là dầu khí đang được khai thác ở nước ta. Ở phía trước
Chúng ta cũng đã nhắc qua về cái nguồn tài nguyên khoáng sản ở nước ta rồi. Cô nhắc lại là nước ta có nhiều loại than, trong đó gồm có than anthracite hay còn gọi là than đá đó, rồi đến than nâu và than bùn. Như vậy, cái bài học ngày hôm nay là cô đang nói đến về than đá. Như vậy, than có nhiều ở nước ta nhưng mà tập trung chủ yếu đó là ở tỉnh Quảng Ninh. Ở tỉnh Quảng Ninh, và hàng năm nước ta sản xuất khoảng từ 15 đến 20 triệu tấn than. Than được khai thác lộ thiên là chính, còn lại là khai thác ở hầm mỏ. Kế đến đó là ngành dầu khí, bao gồm dầu mỏ và khí đốt. Dầu mỏ, khí đốt ở nước ta tập trung ở thềm lục địa phía Nam thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và hàng năm nước ta cũng khai thác khoảng hàng trăm triệu tấn dầu và hàng tỷ mét khối khí trong một năm. Than đá cũng như là dầu thô là một trong những cái mặt hàng xuất khẩu chủ lực ở nước ta hiện nay. Sau đây là một số những cái hình ảnh về khai thác than ở Quảng Ninh nè các em. Tiếp theo đó chúng ta sẽ quan sát một vài cái hình ảnh về khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam, mà chủ yếu đó là ở mỏ Bạch Hổ ở nước ta. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp qua ngành công nghiệp trọng điểm thứ hai, đó là ngành khai thác điện. Ngành khai thác điện ở nước ta bao gồm có nhiệt điện và thủy điện. Bây giờ dựa vào trong cái lược đồ này, đây là cái lược đồ công nghiệp năng lượng, chúng ta sẽ xác định và kể tên các cái ngành, các cái nhà máy thủy điện và các cái nhà máy nhiệt điện ở nước ta. Chúng ta lưu ý các nhà máy thủy điện được ký hiệu là những cái ngôi sao màu xanh nè. Các nhà máy thủy điện thường được phân bố trên các cái hệ thống sông lớn. Và như vậy ở nước ta gồm có những cái nhà máy thủy điện nào là tiêu biểu? Thứ nhất, chúng ta xem nè, đây là nhà máy thủy điện Thác Bà. Tiếp theo đó là nhà máy thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang. Và đi xuống phía Nam thì chúng ta có những cái nhà máy thủy điện như là A Vương, Vĩnh Sơn, các nhà máy thủy điện Sê-san 1, Sê-san 2, Sê-san 3 và Sê-san 4, nhà máy thủy điện Sông Hinh hay là nhà máy thủy điện Prey-pốc, nhà máy thủy điện Đa Nhiêm, nhà máy thủy điện Cần Vương, Thác Mơ, nhà máy thủy điện Hàm Thuận, Đa My và nhà máy thủy điện Trị An. Đó là một số những cái nhà máy thủy điện tiêu biểu ở nước ta. Và cô nhắc lại, thường các nhà máy thủy điện được phân bố trên các cái dòng sông lớn. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp các cái nhà máy nhiệt điện. Các cái nhà máy nhiệt điện ở nước ta trên cái lược đồ này ký hiệu là cái hình ngôi sao màu đỏ. Như vậy, những cái nhà máy nhiệt điện ở nước ta thường được phân bố gần nơi có nguồn năng lượng. Tiêu biểu đó là nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Na Dương, Uông Bí, Ninh Bình. Tiếp theo đó là các cái nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, Thủ Đức, Trà Nóc và Cà Mau. Đó là các cái nhà máy thủy điện và nhiệt điện tiêu biểu ở nước ta. Sau đây chúng ta sẽ theo dõi một số những cái hình ảnh về nhà máy thủy điện Thác Bà, Hòa Bình, Sơn La và Trị An ở nước ta. Tiếp theo đây chúng ta sẽ theo dõi tiếp một số những cái hình ảnh về nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Uông Bí, Phú Mỹ và Cà Mau. Như các em biết là nguồn năng lượng thủy điện và nhiệt điện, đặc biệt là nhiệt điện, là nguồn năng lượng không thể phục hồi. Nếu như chúng ta khai thác một cách quá mức thì nó sẽ dẫn đến cạn kiệt dần. Và khi mà cái nguồn năng lượng cạn kiệt dần thì vấn đề về điện trong sản xuất cũng như là trên sông sinh hoạt của chúng ta sẽ trở nên là thiếu. Như vậy, hiện nay ở nước ta đã tìm ra
những năm gần đây đã tìm ra nguồn năng lượng mới, đó là nguồn năng lượng mặt trời và nguồn năng lượng gió. Đây là hai cái ngành công nghiệp năng lượng mới xuất hiện trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng cái nhu cầu về điện, trong khi cái nguồn năng lượng thủy điện đã được khai thác ngày càng cạn kiệt. Và cái nguồn năng lượng mặt trời á, ở nước ta có một số nhà máy đã và đang hoạt động, được xây dựng nhằm cung cấp cái nguồn điện xanh, sạch và cũng làm giảm tải cái nguồn lưới điện quốc gia, góp phần bảo vệ môi trường. Và những cái nhà máy điện mặt trời tiêu biểu ở nước ta như là nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Bắc ở Ninh Thuận, nhà máy thủy điện mặt trời Dầu Tiếng, nhà máy thủy điện mặt trời Phù Mỹ ở Bình Định, nhà máy thủy điện Hành Hội ở Phú Yên, hay là nhà máy điện mặt trời Trung Nam Vinh ở Trà Vinh, nhà máy nhiệt điện mặt trời Thác Mơ, vân vân. Bên cạnh đó cũng có một số những cái nhà máy điện gió, như là nhà máy điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng, nhà máy điện gió Chư Rông, nhà máy điện gió Hòa Bình 1, nhà máy điện gió Bình Đại, và nhà máy điện gió Trung Nam Ninh Thuận, vân vân. Và bên cạnh những cái dự án của các ngành công nghiệp năng lượng mặt trời cũng như là ngành năng lượng gió mà cô vừa nêu, thì trong cả nước ta còn có nhiều dự án năng lượng nhỏ dành cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp. Sau đây chúng ta sẽ quan sát một số những cái hình ảnh nè. Nhà máy điện mặt trời lớn nhất ở Đông Nam Á ở Ninh Thuận. Điện mặt trời sử dụng sản phẩm của công nghệ điện tử là các tấm pin mặt trời thu nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời biến đổi thành dòng điện một chiều. Còn các cánh quạt gió được truyền động trực tiếp để quay máy nén khí. Động năng của gió được tích lũy vào các hệ thống bình khí nén. Hệ thống hàng loạt các bình khí nén này sẽ được luân phiên trình tự phun vào các tua pin để quay máy phát điện. Tiếp theo đó chúng ta sẽ tìm hiểu cái ngành công nghiệp trọng điểm thứ ba, đó là ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. Đây là ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cái cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở nước ta. Và ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm này có 3 phân ngành. Phân ngành thứ nhất đó là ngành chế biến sản phẩm trồng trọt. Ở cái phân ngành chế biến sản phẩm trồng trọt này thì gồm có rất nhiều ngành công nghiệp chế biến trong đó, ví dụ như là ngành xay xát, ngành sản xuất đường, rượu, bia, nước ngọt, chế biến chè, chế biến thuốc lá, chế biến cà phê, chế biến dầu thực vật, vân vân. Kế đến đó là phân ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi. Thì chúng ta thấy đây là cái hình ảnh chế biến sản phẩm chăn nuôi nè, thịt như ví dụ như là thịt bò hay là sữa bò là cái nguyên liệu để phát triển ngành công nghiệp đồ hộp, thịt hộp, sữa hộp, vân vân. Và tiếp theo đó đó là ngành chế biến phân ngành chế biến thủy sản, như là làm nước mắm, sấy khô, đông lạnh. Đây là những hình ảnh tiêu biểu cho cái ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta. Hiện nay thì cái ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm này được phân bố rộng khắp trên cả nước, nhưng mà tập trung nhiều nhất là ở các cái thành phố lớn như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Biên Hòa hay là Đà Nẵng, vân vân. Tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu ngành công nghiệp trọng điểm thứ tư, đó là ngành dệt may. Sau đây là những cái hình ảnh các công nhân của các xí nghiệp may. Ngành sản xuất hàng, đây là một cái ngành sản xuất hàng tiêu dùng quan trọng của nước ta. Công nghiệp dệt may được
phát triển dựa trên cái ưu thế về nguồn lao động rẻ ở nước ta. Các sản phẩm của ngành dệt may đã được xuất khẩu ở nhiều nước trên thế giới và là một trong những cái mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. Các cái trung tâm công nghiệp dệt may lớn ở nước ta phần lớn là tập trung ở các cái thành phố như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nam Định, vân vân. Đây là cái nội dung mà chúng ta vừa tìm hiểu ở cái nội dung thứ hai, đó là các ngành công nghiệp trọng điểm. Đây là phần ghi bài của các em nè. Tiếp theo đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung thứ ba, đó là các trung tâm công nghiệp lớn ở nước ta. Chúng ta cùng nhau quan sát lược đồ các trung tâm công nghiệp của Việt Nam. Dựa vào cái lược đồ này, các em và cô hãy xác định hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất ở nước ta là hai khu vực nào. Chúng ta nhìn đây, nhìn các ký hiệu này. Hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất ở nước ta đó chính là vùng đồng bằng sông Hồng và các vùng phụ cận. Và cái khu vực thứ hai đó là khu vực Đông Nam Bộ. Như vậy, cái khu vực thứ nhất đó là vùng đồng bằng sông Hồng và các vùng phụ cận nè, thì nó có rất nhiều trung tâm công nghiệp ở đây, và trung tâm công nghiệp lớn nhất đó là Hà Nội, tiếp theo đó là Hải Phòng, Hạ Long, vân vân. Còn ở vùng Đông Nam Bộ thì có các cái trung tâm công nghiệp lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Dương, vân vân. Như vậy đây là cái phần mà chúng ta sẽ ghi bài ở nội dung thứ ba. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu qua ba nội dung của bài 13, bài 12, cô xin lỗi là bài 12. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp một cái câu hỏi. Chúng ta sẽ hoàn thành cái sơ đồ sau đây. Ở đây chúng ta có các ngành công nghiệp như là ngành công nghiệp điện, ngành công nghiệp dệt may và ngành chế biến lương thực thực phẩm nè. Như vậy cái ngành công nghiệp điện phát triển dựa trên thế mạnh nào các em? Đó là than, dầu mỏ, khí đốt, nguồn nước. Ngoài ra thì trong những năm gần đây khi nãy cô nói là có thêm nguồn năng lượng mặt trời cũng như là năng lượng gió. Còn ngành công nghiệp dệt may phát triển dựa trên thế mạnh nào? Dựa trên thế mạnh là nước ta có cái nguồn lao động dồi dào, luôn cần cù chăm chỉ, và đặc biệt là giá nhân công của Việt Nam chúng ta rẻ hơn so với nước ngoài. Kế đến đó là ngành chế biến lương thực thực phẩm. Ngành này phát triển dựa trên thế mạnh nào? Ngành này phát triển dựa trên nhiều thế mạnh. Thế mạnh thứ nhất là nước ta có nguồn lao động dồi dào, và cái thế mạnh thứ hai đó là nguồn nguyên liệu ở nước ta cũng rất là dồi dào, bao gồm các nguồn nguyên liệu từ ngành trồng trọt cho đến ngành chăn nuôi và ngành thủy sản. Như vậy là vừa rồi cô và các em đã tìm hiểu xong về nội dung của bài 12. Các em ở nhà, các em ghi chép bài đầy đủ cho cô, học bài 11 và bài 12. Tiếp theo đó các em sẽ xem trước cái nội dung bài 13, đó là bài vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố ngành dịch vụ ở nước ta, để tiết sau chúng ta học tốt các em nhé. Bài học hôm nay đến đây là hết. Cô chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở trong tiết học sau các em nhé.